Hi, welcome back to my channel Stats Hero. Trường quay Roro. Ok. Và tự game thứ hai, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Granny Chapter 2.
Let's go. Để chiếc chìa khóa các bạn mở trên tầng 2. Và trong thực game này thì phần này mình sẽ trốn thoát bằng chiếc máy bay. Ok. Ở đây ông ta sẽ tới lơi. Đây rồi.
ghép 3 tấm ảnh vào đây. Khi đó thì cánh cửa kia sẽ được mở ra. Ok, và tới gần thứ tư, let's go. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Yeah. Let's go.
20 túi tiền, sau đó thì mình sẽ đi đến cánh cửa trắng và thoát ra khỏi nơi này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang được kênh thứ 5. Oh my god. Nếu anh chàng trên đang bắn mình, bây giờ thì sẽ xử lý anh chàng đó trước. Thế và các bạn sẽ lên level tiếp theo. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7. Let's go. Và Cory. Xem bà mẹ thỏ này bà ta làm gì. Thỏ con đang cầm một cuốn sách, chắc đưa cho bà mẹ rồi. The man from the window. Chắc ngoài cánh cửa này có cái gì đó. Wow. Lại không hiện chữ để biết được là như thế nào. Đó, đứng yên ở đây thì làm sao mà làm gì được. Không cho mình ấn để đi sang bên kia. Wow, từ game này có vấn đề rồi. Yeah. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng, Granny Chapter 3.
người sau bà Tài đứng ngay ở trước mặt mình luôn. Và khi các bạn bị bắt thì các bạn lại bị dốt vào chỗ cũ. Khi đó thì các bạn lại mở cánh cửa ra và tiếp tục đi lên trên. Trong ngôi nhà này thì có tất cả là bà Granny, ông Granba và một người nữa, đó chính là một hồn ma Slenderian. Ở đây thì ông Granba, ông ta có một khẩu súng khá là phức tạp. Khẩu súng đó là một khẩu shotgun và bắn được xa luôn. Oh my god. Wow, đúng cả bên trong luôn. Oh my god. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.